Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe MG5 phiên bản standard, phiên bản số tự động tầm tiền dễ tiệm cận nhất hiện tại đang phân phối của MG5. Phiên bản đang được rất nhiều người để ý, quan tâm và lựa chọn trong cái thời gian vừa qua. Đơn giản thôi, vì tại thời điểm này giá của MG5 Standard đang xả rất là mạnh anh chị nhá. Mỗi chiếc xe sedan cỡ C, rộng rãi, thoải mái, option cơ bản là ok. Giá sau khuyến mại có những nơi chỉ dưới 400 triệu đồng cho cái chiếc xe này. Hiện tại thì chiếc xe này đang có mức giá niêm yết đề xuất là 523 triệu đồng. Với những anh chị khách hàng nào ở miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh, đại lý sẽ giảm về tiền mặt nhá, 124 triệu đồng dành cho quý các bạn. Giá xe còn lại có 399 triệu đồng thôi. 399 triệu đồng rẻ hơn i10 hatchback lên tới hơn 20 triệu đồng quý các bạn ạ. Với những anh chị khách hàng nào mà chúng ta ở khu vực Hà Nội ở miền Bắc thì đại lý đang bán nhỉnh hơn một chút là 413 triệu đồng. Giá còn lại theo như vậy, lăn bánh ở tỉnh phía Bắc mình có nhẩm qua là 468 triệu, ở Hà Nội là 499 triệu, ở tỉnh phía Nam là 456 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 476 triệu đồng thôi. Ở tỉnh phía Bắc là 468, ở Hà Nội là 499, ở tỉnh phía Nam là 456 và thành phố Hồ Chí Minh là 476. Nếu như mà lấy trả góp của bản Standard MG5 này thì ở tỉnh đâu đó sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu để lăn bánh nhá là 138 triệu, ở Hà Nội là 168 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 158 triệu đồng, là số tiền tối thiểu để mua trả góp chúng ta có thể mang xe được về rồi. Mức giá rất ok, sedan cỡ C bản tiêu chuẩn. Mình xin phép là giới thiệu nhanh qua luôn những option, những trang bị, những an toàn, những tiện ích của phiên bản này đến với anh chị khách hàng lần đầu tìm hiểu, để xem rằng giá rất rất rẻ như thế này, lựa chọn bản tiêu chuẩn này có ok hay không nhá. Cái phần mặt ca lăng của nó với những cái chi tiết được nhựa sơn màu đen bóng theo cái dạng là ngọn lửa, nhìn cực kỳ là bắt mắt và thể thao quý các bạn ạ. Trung tâm nó là logo của MG, được ốp mạ chrome. Bản tiêu chuẩn thôi nhưng công nghệ đèn trang bị của nó, đèn pha và cốt nó là dạng đèn LED anh chị nhá. Và có tính năng auto tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng anh chị ạ. Đèn pha cốt là dạng LED rồi anh chị nhá. Thường là những cái bản là tiêu chuẩn này người ta thường trang bị là đèn halogen, nhưng MG5 thì nó là dạng đèn LED cho cả đèn pha và cả đèn cốt luôn quý chị các bạn ạ. Một cái mức giá rất tốt tại thời điểm này. Khách hàng nào mà thích sedan rộng rãi, thoải mái, option cơ bản thì cái chiếc xe này giá tại thời điểm này thì chúng ta khó lòng có thể là không tham khảo tại thời điểm này được. Tiếp theo nữa là cái phần la răng của nó đây. La răng của nó thì là kích thước của nó sẽ là 16 inch. La răng theo kiểu dạng nan hoa, được sơn màu đen bóng. Cả bốn bánh của nó nhá đều là phanh đĩa hết rồi. Có ABS, có cân bằng điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Và ngoài ra nữa có cả cảm biến áp suất lốp luôn quý vị các bạn ạ. Có cảm biến áp suất lốp, bốn bánh đều là phanh đĩa rồi. La răng được sơn màu đen bóng thì nó tạo ra cái cảm giác nó thể thao, nhìn nó cũng sang hơn quý vị các bạn ạ. Nhiều cái xe làm cái bản tiêu là nó là cái phiên bản tiêu chuẩn thì nhìn cái la răng nhìn nó rất là thô, nhưng với MG5 này thì mình nghĩ là cũng cơ bản là ok. Gương chiếu hậu đây, gương chiếu hậu của nó thì được sơn cùng màu thân xe và có tích hợp sinh nhan trên gương anh chị nhá. Có tích hợp sinh nhan trên gương. Gương là gương gập điện chỉnh điện rồi quý chị các bạn ạ. Đấy, gương gập điện chỉnh điện, sơn cùng màu thân xe. Xe thì tại thời điểm này thì đại lý đang có màu trắng nhá, màu đỏ quý chị các bạn ạ. Ở bên trên này có cái viền ốp chrome, nó tạo ra cái điểm nhấn nó khỏe khoắn hơn và nhìn nó sang hơn cho cái phần sườn xe này của MG5 bản STD này. Tay nắm cửa thì là được sơn cùng màu thân xe anh chị nhá. Đấy, có 399 triệu đồng cho một chiếc xe số tự động, đúng không ạ? Nó còn rẻ hơn cả số sàn của một vài dòng xe nữa cơ. Đó là về cái phần sườn xe. Thế còn sang cái phần đuôi sau này, chúng ta để ý này, có một cái đèn hậu phía sau này, đúng không ạ? Có một cái giải LED nhìn nó chia vân khoang 3D này, nhìn nếu mà đi ban tối thì nhìn cũng khá là ấn tượng quý các bạn ạ. Chữ MG5 được ốp mạ chrome ở đây. Chiếc xe này thì bản STD này cũng có cam lùi nhá, cũng có cảm biến lùi anh chị nhá. Đây, chữ MG này, bên dưới nó là cái cam lùi này, ở bên dưới cùng này đây là cảm biến lùi này, một cảm biến lùi này, hai cảm biến lùi này. Như vậy là sẽ có 3 cảm biến lùi cho quý các bạn. Vừa có hình ảnh của cái camera lùi này, vừa có cái âm thanh của cái cảm biến lùi nó sẽ báo lại. Khách hàng nào mà chúng ta mới lái thì chúng ta sẽ căn chỉnh nó dễ hơn quý các bạn ạ. Cái ốp cản sau của nó thì là nhựa sần sơn đen anh chị nhá. Có giả bô đôi quý các bạn ạ.
Đấy, nhìn cái kiểu thiết kế của MG nhìn nó cực kỳ thể thao, thường là hướng tới những khách hàng mà chúng ta trẻ trung ấy. Còn giá rẻ như thế này thì hoàn toàn chúng ta có thể lấy về chúng ta chạy công việc, chạy dịch vụ thoải mái anh chị ạ. Lại còn là số tự động nữa. Không gian cốp của nó đây rộng rãi thoải mái cỡ C mà, cho nên là cốp của nó chúng ta không phải lăn tăn luôn, đồ chúng ta để thoải mái luôn quý chị các bạn ạ. Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ quan tâm về dung tích tiêu hao nhiên liệu. Cung đường kết hợp của nó có 6,1 lít thôi, cung đường ngoài đô thị cũng 5,3 lít. Đây là một chiếc xe sedan cỡ C, nó hiện tại sử dụng máy 1.5 và sử dụng hộp số tự động vô cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu như này mình nghĩ khá là ổn quý chị các bạn ạ. Tuy nhiên thì nếu mà xe mới đi về thì chúng ta cứ cộng thêm đâu đó khoảng tầm 0.5, 0.7 lít quý chị các bạn ạ. Ở đây chúng ta có nút mở chìa khóa thông minh Smart Key luôn này. Đấy, chỉ cần đóng đeo chìa khóa bên người thôi, tôi còn đóng mở khóa cửa thông qua cái nút bấm ở cái tay nắm cửa như mình vừa bấm quý chị các bạn nhá. Nội thất bên trong của cái phiên bản STD đây, chúng ta hình dung là phía trên bản này nó có phiên bản Premium nữa, còn đây là phiên bản tiêu chuẩn anh chị nhé, chúng ta có thể biết được bản tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà ngoại thất mình nghĩ là đèn LED rồi là có cảm biến lùi, có camera lùi khá là ok. Thế còn vào nội thất bên trong hoàn toàn là màu đen quý chị các bạn ạ. Đấy, táp lô đen, vô lăng đen, táp ly cũng đen. Đây là đóng mở khóa cửa anh chị nhé. Ở đây là cái những cái nút lên xuống kính này anh chị ạ. Phần táp ly này thì nó cũng được bọc da này, những cái đường khâu mũi chỉ màu đỏ nó tạo ra cái cảm giác thể thao hơn. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có cái cửa gió điều hòa của vị trí người lái quý chị các bạn nhé. Ở đây là nhựa sơn màu bạc thôi chứ không phải ốp mạ chrome đâu quý chị các bạn ạ. Nhựa sơn bạc anh chị nhé. Đấy, rất nhiều những cái đường nét cắt, những cái đường thiết kế của LG5 cực kỳ thể thao đúng không ạ. Vô lăng bọc da 3 chấu. Đấy, có điều chuyển âm lượng, có điều chuyển kênh. Chiếc xe này thì được trang bị 2 túi khí quý chị các bạn nhé. Được trang bị là 2 túi khí. Ghế của nó thì chất liệu nó là ghế nỉ anh chị nhé. Ghế nỉ và ghế là ghế điều chỉnh cơ quý chị các bạn ạ. Ghế nỉ này nếu chúng ta mà đi gia đình mà chúng ta giữ gìn được thì có thể để nguyên đi cũng chẳng vấn đề gì. Còn nếu như mà ta xác định chạy công việc, chạy dịch vụ mà chúng ta muốn giữ gìn thì có thể bọc một cái bộ ghế da quý chị các bạn ạ. Nó cũng đâu đó khoảng tầm 2-3 triệu là có một cái bộ ghế da công nghiệp khá là ok rồi. Hỏng chúng ta lại bọc lại chẳng vấn đề gì. Có nút đèn đầu start top ở đây này. Đấy, bản STD này cũng có đèn đầu start top rồi anh chị nhá, chìa khóa thông minh rồi. Một có một cái màn hình giải trí ở đây, to bản, dễ dùng, dễ thao tác. Đấy, chúng ta có thể kết nối Apple CarPlay, Android Auto bình thường anh chị nhá. Nghe đài radio hay là kết nối Bluetooth để chúng ta có thể là giải trí khi mà chúng ta đi. Điều hòa của nó đây, tăng giảm về tốc độ quạt gió quý chị các bạn ạ. Rồi tăng giảm về âm thanh. Cái chiếc xe MG5 này nó sử dụng hộp số tự động vô cấp và có chế độ thể thao giả lập 8 cấp số. Hộp số vô cấp thì chúng ta sẽ vận hành mượt mà, kiểu như là những cái dòng xe như là Accent, như là City, như là Vios. Bây giờ những cái dòng xe sedan mà cỡ B, cỡ C này thường hầu hết là sử dụng hộp số vô cấp hết anh chị ạ. Đấy, ở đây chúng ta có cả phanh tay điện tử, có cả Auto Hold này quý vị các bạn ạ. Đấy, bản STD này thôi nhưng có phanh tay điện tử, có Auto Hold. Đấy, mà cái mức giá của nó thì phải nói là khủng khiếp luôn tại thời điểm này. Ở đây chúng ta có cái bệ tì tay nhá. Bệ tì tay thì được bọc da rồi và vẫn có những đường khâu mũi chỉ màu đỏ nhìn rất là chi tiết tỉ mỉ. Đường chỉ đỏ nó tạo ra cái sự thể thao hơn cho cái không gian của cái chiếc xe này. Kiểu dáng thiết kế của nó thì cái màn hình giải trí có xu hướng là hướng về vị trí của người lái. Đấy, nhìn tổng quan là chúng ta có thể nắm được là những cái tiện nghi của nó ở mức rất ok. Với cái tầm tiền như thế này thì chúng ta rất khó để chê được cái chiếc xe MG5 này. Chiếc xe này cũng vào thị trường cũng rất lâu rồi, trên thị trường cũng chạy rất là nhiều rồi. Quan trọng là cái mức giá của nó quá phù hợp tại thời điểm này. Hàng ghế thứ hai là cái điều mà chúng ta quan tâm về cái độ rộng rãi và thoải mái, đúng không ạ? Thì chỉ cần nhìn qua là chúng ta biết rồi, nó là cỡ C thì chúng ta cũng có thể hình dung được, không phải lăn tăn về cái vấn đề không gian cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai, đúng không ạ? Đấy, có cửa gió điều hòa cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai luôn. Ngoài ra thì có một cái cổng sạc ở đây nữa để người ngồi ở hàng ghế thứ hai chúng ta có thể sạc điện thoại của chị bạn ạ. Đấy, có cửa gió điều hòa, không gian rộng rãi, đó là những cái cơ bản mình nghĩ rất là cần thiết. Vậy là trên đó Top Car VN đã cập nhật nhanh về mức giá của MG5 phiên bản Standard. Một cái mức xả rất mạnh tại thời điểm này, dưới 400 triệu đồng cho giá xe không. Cũng như là giới thiệu những cái option trang bị, những cái tiện nghi. Anh chị nào mà chúng ta quan tâm, cảm thấy tầm tiền nó đang phù hợp với cái chiếc xe này, có thể qua xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế bằng cách gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.